Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xưởng Gỗ Mộc Nam Huy. Video này, cơ sở sẽ thực hiện việc báo giá các mẫu giường hiện có tại cơ sở với các mức giá từ các hàng trung cấp cho tới các hàng cao cấp với mức giá chỉ từ 8 triệu rưỡi trên một chiếc. Hôm nay thì cơ sở đã dép được hai mẫu có sẵn ở đây, là mẫu chữ X và trên mẫu giường hoàng đế. Với mẫu giường hoàng đế này, cơ sở đang làm với mức giá hai chiếc này chung với nhau luôn, hoàn thiện là 21 triệu quý chị nhá. Đây là một cái mẫu giường mà thiên về cái độ dày dặn và chắc chắn. Đầu tiên thì cơ sở xin quay cho quý anh chị về kích thước độ dày của chân nhá. Với chiếc giường này, cơ sở xin đo trực tiếp phần chân ở đây được làm với tiêu chuẩn chân đặc nguyên khối là chân 12. Đây là một cái tiêu chuẩn chân rất là to rồi. Đó, phần đuôi quý anh chị cùng xem này. Đây là một cái bản đuôi được làm với cái độ dày lên đến là 7 phân. Đó, bản đuôi được bục chạm các họa tiết hoa lá tây, được làm các cái chỉ nổi và hai tấm mô chém gỗ qua Lào, cực kỳ là đẹp. Đó, bông vân của nó thì rất là chất lượng. Với chiếc giường này, mặt ván được làm theo diện giặt phản với chất liệu của gỗ vặt phản ở đây, đó là gỗ dương vàng quý anh chị nhé. Tiếp theo phần đầu giường, đây là một cái mẫu giường khá là cao, có cái phần đầu giường đâu đó khá là cao ấy, nhìn nó rất là hay đúng không ạ. Phần đầu giường tiếp tục được lục chạm các cái họa tiết, đó là các họa tiết hoa lá tây. Đó, y chang như cái phần bia. Đó, và cái hai tấm mô chám vẫn được sử dụng, đó là hai tấm gỗ qua Lào. Đặc biệt thì bông vân rất là sắc nét đúng không ạ, bông vân quá đẹp luôn, quá là nổi. Về các cái họa tiết được đục chạm ở trên đây là các họa tiết đục chạm mà CMC, độ đục thì chính xác tuyệt đối luôn. Và trên cái bản chân này thì tiếp tục đó là bản chân 12, rất là to, dày dặn, chắc chắn. Trên cái mẫu giường hoàng đế này thì ở phần đầu giường và đuôi giường có làm thêm bốn cái chi tiết con tiện, quả là mô phỏng theo hình cái đèn ấy, mà anh em có anh em thì gọi là con tiện, có anh em gọi là cái đèn giường. Nói chung là nó là một cái chi tiết phụ để trang trí cho chiếc giường thôi. Phần vặt phản được sơn rất là sắc nét, cho nên là quý anh chị nằm ở trên này rất là êm ái nhá, không có phải lo lắng điều gì cả. Đó, tại vì cái vặt phản này đã sơn rồi, rất là bóng, rất là đẹp. Đó. Vâng, tiếp theo chiếc giường ở phía bên này, cơ sở xin quay luôn. Đây là mẫu chữ X, quá quen thuộc với quý anh chị khách hàng rồi. Đây là một cái mẫu mà phải nói là cơ sở bán rất là nhiều, và trên thị trường thì cái mẫu này cũng có rất là nhiều luôn. Với mẫu chữ X này, chân ở đây được làm theo tiêu chuẩn là chân 11 quý anh chị nhé. Đầu giường được đục chạm các cái họa tiết rất là đẹp, quá quen thuộc rồi. Mẫu chữ X thì có thể nói là khá nhiều rồi. Đó, rất là đẹp đúng không ạ. Đầu giường, đuôi giường và vạt giường đây. Vạt giường thì vẫn được làm theo chất liệu gỗ qua đỏ quý anh chị nhé. Hai cái phần vạt giường này khác chất liệu nhau. Đây là vạt gỗ qua đỏ luôn, đóng tấm rất là đẹp. Phần vai, vai giường ở đây được làm với độ dày là 5 phân. Bản vai này thì nó sẽ dày hơn cái giường hoàng đế một chút, vai 5 phân. Còn ở phía bên đây, mẫu giường này là vai 4 phân. Đó, chiếc này là vai 4 phân. Vâng, hai chiếc giường khác nhau một chút về cái tiêu chuẩn và về cái độ dày. Giá thì lại là như nhau. Tại vì cái mẫu hoàng đế này thì nó có cái phần cái lượng gỗ nó nhiều hơn một chút, và cái phần chân thì nó lại to hơn một chút. Tuy nhiên thì hai cái mẫu giường này giá là bằng nhau, cho nên quý anh chị sẽ có thêm được sự lựa chọn. Một đó là chúng ta xài cái mẫu đơn giản hơn một chút, nhưng mà vai dày hơn, dạt giá trị hơn. Hai là chúng ta dùng cái gỗ mà chân to hơn, đầu cao hơn và chi tiết đục chạm nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái mặt ván của cái tấm giường bên này thì nó không giá trị bằng cái mặt phản gỗ qua đỏ quý anh chị nhé. Và hai cái mẫu giường này thì cơ sở đã báo giá chi tiết đến quý anh chị. Ngoài ra thì cơ sở còn sẵn rất là nhiều những cái mẫu mà do là bên xưởng không có đủ cái không gian để mà xếp lên, để mà quay được cho quý anh chị đầy đủ tất cả các mẫu, nên là sẽ thực hiện việc báo giá cũng như là chi tiết cho quý anh chị từng mẫu một. Các cái sản phẩm này cơ sở đều công bố với mức giá tại xưởng, cho nên quý anh chị cứ yên tâm một điều, giá cực kỳ là hợp lý luôn.
Trên các mẫu giường cơ sở sẽ quay từ các cái mẫu giường bình dân nhất, đó là các cái mẫu giường hộp ở đây cơ sở đang làm, có các cái mức giá từ 8,5 triệu trên cỡ 1m6 và 9 triệu ở trên cỡ 1m8. Ở đây là các mẫu giường sẽ được sử dụng phần thang và dạp bằng chất liệu gỗ bằng lăng, hay ở dưới miền Tây thì chúng ta gọi đó là cây thao lao, cực kỳ là chất lượng quý anh chị nhé. Có một số mẫu khác ở đây cũng là mẫu giường hộp nhưng với tiêu chuẩn dày dặn hơn, cơ sở cũng đang làm với hai kích thước 1m6 và 1m8 với giá hoàn thiện là 11 triệu và 11 triệu rưỡi trên hai mẫu. Trên mẫu này thì sản phẩm nó sẽ có các cái phần vai dày hơn, bản vai 3 phân quý anh chị nhé. Tiếp theo, một số mẫu giường chân đứng của cơ sở làm ở phía bên trong. Các mẫu giường chân đứng được làm theo hai kiểu, mẫu chữ X có hai loại, bao gồm loại dày và loại trung bình. Với loại trung bình có mức giá là 11 triệu rưỡi và 11 triệu trên cỡ 1m8 và 1m6 quý anh chị nhá. Đây là các cái phần đuôi cơ sở phải để riêng này. Đấy, do là hàng rất là nhiều. Về phía bên này quý anh chị có thể xem được có các phần vai, vai giường, vai giường, thang giường. Và phía bên đây là phần dạt giường. Vâng, các phần dạt giường bằng chất liệu gỗ bằng lăng này thì sẽ được sử dụng cho các mẫu giường tầm trung có giá từ 8 triệu rưỡi cho tới 11 triệu rưỡi. Và đó là một số những cái mẫu mà cơ sở xin chia sẻ và gửi đến thông tin quý anh chị trong video ngày hôm nay. Quý anh chị nếu như có nhu cầu cho một cái sản phẩm nào chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến xưởng trực tiếp qua hai số điện thoại được ghi trên màn hình. Xin lưu ý cơ sở phải nhắc lại đó là các cái sản phẩm khi mà cơ sở quay và báo giá đều là báo giá tại xưởng, và giá thì cơ sở sẽ miễn phí công lắp đặt cho quý anh chị và miễn phí vận chuyển trong phạm vi đó là 30 cây. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay cùng với cơ sở Mộc Nam Huy. Nếu như trong video này có còn thiếu thông tin gì, xin vui lòng quý anh chị cùng để lại thông tin ở trong mục bình luận nhé.